Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục mình sẽ test một mớ khoan nha. Khoan này là bọn hổng mua trên Gò cũng lâu rồi. Ông đó nói là ổng chuyển qua là 8 9 volt gì đó, chứ không phải 4 volt 8 như nguyên thủy của nó nha. Ổng làm pin lại rồi đó. Tức là mình lấy cái sạc 12 volt á, sạc vẫn được nha. Mình hiện giờ đang xài sạc 12 volt á. Đó, mạnh lắm. Bắt ốc vít này kia lưu ghiêu chắc được, cũng ngon lạnh, giá thì mềm mềm 300k. Rồi quý khách nào có nhu cầu á, giờ xài bắt vít bắt ốc thì nhẹ vui chơi được. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook Chợ Tốt hay YouTube giùm mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.